anh em nhá, đây là toàn những con dân Yên Bái thôi, là về hỗ trợ quê nhà. Đấy, hiện tại thì tình thương với thương của những anh em xa quê hương đã trở về với bà con. Và hôm nay chúng tôi có những tấm lòng rất là nhỏ nhỏ thôi. Đấy, tất cả là những cái gì có thể ăn được, uống được, để sử dụng được, mang về. Trong này là ngập toàn lên nóc nhà không cả nhà. Nửa nhá, bên trong kia là ngập sâu hơn, rồi bây giờ phải dùng bến thuyền mè mới đi lại được mọi người ạ. Bây giờ em đang sẽ xuống mè nha anh em nhá. Ở đâu chú hỗ trợ chú bê cho. Rất là khổ, những cái chỗ dân là bị cô lập đấy mọi người ạ. Bây giờ đang phải bỏ chỗ dân đông rồi. Bây giờ đi em ơi. Thank you.